Cái này đấu trực tiếp vào cầu dao à? Bỏ cái này đấu trực tiếp vào cầu dao à? Đó, em. Thế nào? Thế bạn cắt ra. Nghề sợ điện. Tao phải nghề lắm. Hỏi dây băng dính của các bác thế này. Không ai đâu. Không ai đâu. Băng dính đều. Cả băng dính của mình cũng thế mà. Loại la lô. Cái loại la lô là phải dày ấy. Mới chắc. Mỏng lắm. Mỏng dính. Đấu điện nó không quay. Đến chịu. Nó mạnh hát luôn. Mày tô mà. Qua đã tô. Quả đá tắc điện cũng vấn đề không ạ? Quả đồng cái lắm. Quả đồng thế mà ông đá cầu á? Đá ác ấy. Mấy con to đánh nhức. Vô đứa nào? Đây chưa đã. Chết đâu rồi. Mẹ mới một pha. Nhìn thấy quấn cái bóng thế thì quay ra nhìn thấy cái té cửa đấy rồi. À, lộn bộ nó nhắm lạnh trên nền rơi của nó.